mình hái được ba trái ổ hoa ngoài vườn, hai trái chanh, một trái xoài ở ngoài sau, xoài tưởng Thái Lan, một trái xoài phía trước. Mình hái được ba trái cốc, cốc không hộ. Cốc vừa ra mới ra một xíu hái gì Phước? Nó cái loại này cốc nó bự bằng cái gì đó là nó hết maximum. Mới ra nó mới nứt bắt nó mới lớn lên nó. Nhưng mà cái loại này nó không có bự phải không? Đừng có hái để nó lớn lớn tí nó già nó ăn. Nó không có bự nữa, nó vậy là maximum mà. Mình sẽ làm mắm đường, mình sẽ làm mắm đường mình làm ăn xoài với làm ăn cốc. Giờ mình làm nước chanh mình uống. Đó mình hái được rồi, mình sẽ xoài đây. Mình cắt ra mình ăn. Mình xài lên dao đây. Mình xài đi. Chúng ta mai ca không? Mai ca. Dê ngủ rồi anh Nhiên. Đó, một trái xoài phía trước, một trái xoài phía sau là mình cắt ra, mình làm mắm đường, mình ăn. Cái nhà lá vườn đó. Cái ổ qua mình nấu canh được không mày ha? Ba cái đủ nấu canh không không? Được ha. Canh ổ qua nấu trứng cũng ngon, mình nấu với tôm cũng ngon. Đó mình bắt đầu mình cắt xoài nè. Cắt bự bự cho nó giòn, mình cắt mỏng quá nó không có giòn. Rồi mình làm mắm đường ớt vô mình ăn vô, đường với tiêu với nước mắm với ớt vô ăn rất là ngon. Rồi có hai trái cốc nữa nè, hai trái cốc không cần gọt vỏ, cắt thành hai thôi. Mình mắm đường, mình chanh mình sắp lát mỏng mỏng mình bỏ vô nước đá mình uống cho nó thơm. Là mắm đường đây. Thôi mình cắt nửa trái chanh thôi, được 4 lát thôi mình bỏ vô lòng. Ai cũng biết món này hết, rất là thích. Rồi tiêu rồi ớt nữa. Tiêu trắng đây, tiêu với ớt.
Cây ăn nó ngon lắm. Rồi xong, cũng được ngon quá. Đây, đường tiêu. Đường tiêu là đó, ớt nè. Nước mắm nè. Rồi ăn với xoài. Bỏ cái dĩa cho ăn cho nó ngon. Đây, dĩa xoài của mình. Mắm đường của mình đây. Đó. Cái cốc nè, cốc mình cắt làm hai nè, đó cho mình ăn. Rồi mình làm nước cá bỏ vô chanh. Bỏ chanh vô đây. Bỏ đá vô. Bỏ nước vô. Mình sẽ enjoy cái này, cái xoài. Anh nghe xoài không? Nhìn rất là ngon. Đó, dĩa xoài bấm đường đây. Cái xoài cái trước là chua không? Chua. Chua hơn cái sau. Chua, tôi xem. Rất là ngon. Em mới phủ đường một tí. Hết rồi dẹp bay luôn. Mẹ mình đang làm, mẹ đang làm cái gì mà? Đây cái cốc nè. Hả? Nó tiếu không à? Ừ. Một cây xoài phía trước, một cây xoài phía sau. Ăn được chua như nhau không? Ngon như nhau không? Cây này cũng giòn hả? Ngon quá. Chanh đá đây. Đá chanh này. Không bằng mấy đường á. Đá thơm với chanh. Ăn mà nóng. Lịch sử thế nào. Ăn muốn rồi quá thì nói. Cây nhà lá vườn còn ba triệu không?
ba cho qua hái mấy ngoài vườn này nè. Mẹ mình có cái mướp nữa. Cái mướp cũng hái ngoài vườn, rau lan cũng hái ngoài vườn luôn. Mình trồng cái xoài này cũng mấy năm rồi. Mình mua nó còn nhỏ xíu rồi, người ta chiết nhánh ra người ta trồng hay sao á. Chiết nhánh thì nó có trái nhiều nhưng nó mau hơn. Nhà mình có 4 mấy cái ăn trái. Phía trước nhà, bên hông nhà, phía sau nhà. Mình đầu tư vô cây ăn trái. Thích cây ăn trái lắm. Mấy cái ổ qua này mình dồn cũng được, mà mình sắt cần tròn mình nấu canh cũng được mà ha. Nấu được nồi canh này cũng vui lắm đó nha. Dạ dạ con chỉ cắt sẵn thôi rồi mai nấu canh. Đừng có làm sẵn vậy. Có muốn canh nấu qua hôm nay được không ạ? Nấu lúc nào mẹ không nghe, nhưng mà khi nào mẹ nấu mình mới làm. Bây giờ nấu đi. Không. Mấy đồ ăn rồi đó, ăn cái gì? Đấy, ngày nay mẹ nấu một bữa đồ ăn rồi sao ăn? Mẹ nấu gì rồi? Dạ đúng rồi. Mình vừa ăn cốc, ăn xoài, nhìn uống nước chanh là mình hái qua. Rất là vui. Bà cho qua cũng được là canh chứ bộ. Có nhận nồi canh ở qua ăn được cà chua, I mean, nhà có trồng cà chua nữa, rồi có trồng mận nữa, ổi, xoài, cóc, ở qua mướp bầu có trái hết, chanh, tắc, cam, bưởi có trái hết, cái nhãn có cây nhỏ có trái, còn cây lớn không có trái. Còn cây đu đủ mấy năm trước nó có trái xong rồi nó bị héo xong rồi tưởng nó chết nhưng mà không có chết.
là mình cắt trên này xong rồi mình phải đi học đi ốc nữa, mình học mình có bằng đi ốc nhưng mà mình phải train cho có cho nó giỏi để làm agent để mà mình có thêm kiếm thêm thu nhập để mình kiếm thêm một việc làm nữa, tại vì mình có làm là nghề nail, nhưng mà nghề nail là basic income nhưng mà mình cũng survive được làm nghề nail, mà mình phải đi học đi ốc ha, training thêm. Mày mắm đường rồi mà, mày mắm đường rồi mà. Mình thích làm YouTube video mình làm nhưng mà mình chưa có làm ra tiền. YouTube video mình có 1000 video mà video ngắn với video mấy cái ngắn với dài luôn cũng có. Nhưng mà mình chưa biết làm cách làm sao mà có nhiều người coi. Mình phải học hỏi trên YouTube để mình làm cái kênh của mình để mình có thêm nhiều người coi để mình làm ra tiền. Tại mình cũng muốn làm ra tiền trên YouTube. Mình thích làm video, mình học ngành video với phim á. Mình thích làm video nhưng mà mình chưa có biết làm sao mà có nhiều người kia coi thì mình mới coi cái YouTube của cái anh kia. Anh chỉ làm sao mà có người view rồi làm sao làm sửa mấy cái video đó, mình hái được rổ như đây, rổ nó qua. Đó là mình dọn cái này. Hồi nãy mình có hái mấy cây cà pháo ngoài vườn á, mình lụm vô, mình hái vô rồi rau lan, mình hái rau lan luôn, rồi mình lấy rau lan mình cắt cái lá mình cho con thỏ ăn, rồi mình lấy cái cọng mình ngâm vô nước mình làm ra cái rễ, sau đó mình lấy cái rễ đó mình trồng xuống làm mấy chậu thêm rau lan để mình nhà mình ăn, tại vì mình nuôi thỏ đó, thỏ nó ăn rau lan nhiều quá mình không đủ ăn luôn. Cho nên mình phải trồng thêm mấy chậu thêm rau lan, còn mẹ mình trồng rau răm, nhấp cá rồi tí tô, húng lụi, húng cây rồi cũng nhiều lắm. Đó, mình đây là những cái trái cà 2, 4, 6, 8, 9 trái cà mình hái được đây. 9 trái cà này nè. Đó, 9 trái cà này cũng được một hũ nhỏ để mà làm cà muối, ăn được một người ăn. Này mình có cái dưa hấu nè, dưa hấu có trái nè. Cho coi nha, cái dưa hấu nè. Cái dưa hấu có trái nè. Cái dưa hấu vừa chưa, cái dưa hấu là loại ruột đỏ nè. Mình hái nè, mình trước khi bố mình mất á, mình làm cái trồng dưa hấu với mình trồng đậu bắp rồi mình trồng cho bố mình. Bố mình bị liệt giường á thì bố mình liệt giường 8 tháng luôn. Sau khi xạ trị não á, ung thư phổi lên xạ trị não. Rồi mình ấy. Mẹ có cần hái trái bầu không mẹ? Còn cái trái bầu nó nằm trên vàng nè, nó già chưa? Nó già rồi hả? Nhà mình có nhiều giống mà, mình còn làm giống gì nữa. Anh Nhí xoài nè. Nhậu đi. Anh trai của mình. Hả? Hái rồi. Cà chua phía sau hả? Ok. Hái thêm cà chua nữa hả? Mấy vặn nhẹ nhẹ đừng có cho nó bể nha. Ok mom. Ok, hái cái gì hồi nãy rồi. Rồi mình ra mình hái cái cà chua thêm. Mình hái được cà pháo rồi, bây giờ tôi hái cái cà chua. Mẹ cái dưa leo nó lên mấy cây mẹ. Cái dưa leo trái dài nó lên mấy cây. Rồi mình ra hai mình hái cà chua đây, cà chua quá trời luôn nè. Đó, cà chua hùm hùm quá trời luôn nè. Mình hái cho được cái nứt cái trái này, mình hái. Nhiều khi mẹ mình tưới rau á, mẹ mình hái rau xong rồi mẹ mình rửa rau á, xong rồi mình ra mẹ mình tưới luôn cái cây. Đỡ tốn nước. Tại vì nhà mình trồng nhiều quá, cây ăn trái không đủ nước, không đủ nước nữa cho nên nè. Bữa hôm mẹ mình hái đậu que rồi đậu đũa. Rồi mình thấy có nhiều người ở nhà người ta nuôi con xong người ta làm video YouTube về vườn rau hay gì đó mà người ta có nhiều người view lắm. Mà mình cũng muốn làm giống như vậy nhưng mà mình không có biết làm sao cho có nhiều người view. Thì mấy cái anh đó, anh chỉ là lên YouTube tải mấy cái video video mà của nhiều người xem xong rồi tải xuống xong rồi mai mốt làm cho cái kênh mình nó tăng người coi lên xong rồi kênh YouTube của mình xong rồi mình làm tìm cách
lấy cái video của người ta xuống khi mà cái YouTube channel của mình nó lên rồi đó, người ta dạy cách làm sao mà có người coi. Tại mình làm video cũng 9-10 năm rồi, nhưng mà mình không có biết làm sao mà cho có nhiều người view, mình chỉ làm video thôi. Mình thấy mình nên cũng nên học hỏi làm cách làm sao video, tại mình học ngành phim với video mà mình nói hái cái cà chua này. Bên đây được mấy cái gì? Con cái cà chua nè, nó già hết trơn rồi nè, nó gần chết hết. Cái này nó già, nó rụng lên, khi nó rụng nó mọc quá. Nó mình hái cũng nhiều lắm mà. Đây cà chua, đây rổ đây, nó là cà chua. Cái nhà lá vườn thôi mình thích. Hôm nay mình đã hái được rau lan rồi, mình dâm vô nước thì mình chừng tuần sau nó ra cái rễ thì mình trồng xuống tiếp. Nên mình hái được cà chua đây nè. Hái hết trơn ha, thôi nó rụng. Cà chua nho, cà chua bi á, nó tròn tròn, ăn xà lách, ăn với xà lách cũng ngon lắm, hay nấu canh cũng được, nhưng mà nó nhỏ quá, ăn xà lách ngon. Còn cái cà chua bự thì mình nấu canh. Mình làm video này mình cho cô chú mình lên Việt Nam coi, tại mình cho lên YouTube á, xong mình cho cô chú mình coi, xong cô chú mình thấy hồi đời sống bên Mỹ như thế nào, thế đời sống bên Mỹ, tại vì cô chú cậu mình ở Việt Nam hết trơn là nhiều quá, không có qua bên đây thăm được, thì mình chỉ coi cách bằng cách làm video cho người nhà mình coi thôi. Hả? Trái tắc có người hái hết trơn rồi, bây giờ nó còn trái tắc xanh thôi, mấy trái tắc chín mình còn trên kia khoảng chừng mười mấy cái trái tắc chín. Mình hái mấy trái tắc mình ăn sơ sơ, mình thích ăn tắc không nhìn, trái tắc không mình hái mình làm video xong mình hái mình ăn cái nha. Dạ. Còn mười mấy cây nhân tắc không cần. Đó mình hái được rổ cà chua nè. Đó, rổ cà chua rồi cà pháo trong đó nữa. Còn cái cà chua đây thì nó bị héo rồi. Mình hái hết luôn. Đó, bị đổ cà chua nè, đó là đổ cà chua luôn. Cái này rửa là cái thau này để đựng đồ mà cái này con mua có mấy đồng á. Đây vô đây ngoài. Trời ơi tụi đang làm mất không đồ ăn không còn đem vào nút cho mày. Ok để mình dọn cái rổ que này đó. Trời ơi, mẹ mình mua củ sắn á, củ sắn này mình ăn cũng được. Mình thích ăn củ sắn. Củ sắn này ngon lắm mẹ. Có mua ớt rồi nè. Đúng không? Có rồi. Đâu có cái hộp này là nhỏ. Đâu có mình thấy mình phải nè. Mó qua đây là nó không kẹt đâu, nó kẹt á. Thấy hả? Nô, cái hộp bằng cái keo. Đây nè. Đây còn hai cái xoài nhỏ. Cái này mình chưa hái, chưa hái, nãy mình chưa cắt luôn. Cắt luôn.
Đây muối ớt chấm với đây, chấm với lại củ sắn đây. Giờ em hỏi đi chưa? Lát răng in cho. Hả? Lát phải lát răng in cái giấy cho. Lát nữa là tối rồi không hỏi nữa rồi, cái xe này đi nó phạt à. Không phạt nó cũng làm phiền mình cứ đi đi xin lại mà. Về rồi, không phải nó về được kia là gì nó dán nó không làm. Để kêu làm liền mình để rồi mình quên không có nói. Cái xài này nó nhỏ, nó rụng. Xong mình lụm vô. Mà nó không có bị hư. Làm riêng dĩa xoài. Nè cái xoài này mình làm cách riêng, mình bầm ra xong mình làm cỏ xoài mà ha. Ăn ngon mà ha. Cậu Duy ơi. Dạ. Em đi học đi ốc nha. Mày đi làm nail đi cho nó chắc. Đi ốc mày học mà 10 mấy năm trước mày có làm được. Ăn cho ngủ rồi, ăn cho con mình 4 tháng rưỡi ngủ rồi. Ngủ rồi. Dễ thương lắm á. Mình phải đi học đi ốc ha. Tự bán căn nhà dễ lắm không? Ừ. Trời ơi, nó cái này cũng được hỏi lãng sạc quá nhiều anh. Thấy ngon quá vậy. Đó, mình rau lan này mình buộc lại là mình lấy mấy cái mình ngâm nước như một tuần sau nó có ấy. Nó có rễ rồi mình trồng, mình làm được 5 cái ly. 5 cái ly rau lan. Đó, mình trồng mình ngâm nước ra. Một tuần sau là có ra. Đây là thanh long nhà mình trồng, thanh long nhà mình trồng. Xong mình cúng Phật. Mình mua bưởi cúng Phật, mua chuối cúng Phật. Mình đốt cái nhang cho bố mình cầu nguyện cho bố mình. Xong mình đi học đi ốc. Này mình nấu hủ tiếu nè, mình nấu hủ tiếu được không? Củ hành, cà rốt với lại thịt nè, nó xương mẹ nấu ra nè, nó vớt tôm luộc ra, nó mẹ mình nấu. Rồi mình sẽ lên cho bố mình, cầu nguyện cho bố mình được bình an hạnh phúc. Bố ơi bình an, bố hạnh phúc, bình an hạnh phúc nha, gặp duyên lành tránh xa duyên ác nha. Đó bố mình nè. Bố mình mất ngày 28 tháng 4.
Bố ơi, bố bình an nha, con thương bố nha. Để mình đi học đi ốc đi. Hôm nay mình có mẹ ở nhà, anh Duy ở nhà. Bằng Bon thì đi học về xong bằng Bon đi làm tiếp tục. Mình quay Mỹ Thiện một xíu. Ngủ rồi. Mẹ Mỹ Thiện đó, dễ thương lắm. Mình thương nó lắm.